Ghi nhận trên cánh đồng lớn tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An, nhiều thửa ruộng chưa được gieo cấy lúa bởi không có nước, đất bạc trắng. Các con kênh mương nước dẫn về cánh đồng đều không có một giọt nước nào. Nóng ruột vì chờ nước, nhiều người dân vẫn ra đồng làm đất, bón phân, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi có nước sẽ sẵn sàng dẫn nước về ruộng để khẩn trương gieo cấy lúa vụ xuân, bởi hiện đã quá thời điểm gieo cấy lúa. Nguyên nhân của tình trạng thiếu nước trên là do các nhà máy thủy điện từ thượng nguồn tích nước khiến mực nước sông Lam xuống thấp, cùng với nhiều trạm bơm khác dọc sông Lam đang phải treo vòi đo nước sông cạn kiệt, máy không thể hoạt động từ nhiều ngày nay. Theo thống kê, tại huyện Thanh Chương và Đô Lương có gần 1.000 hecta lúa vụ xuân chưa thể gieo cấy do thiếu nước. Ngoài ra, nhiều diện tích lúa đã gieo cấy cũng đang khô cạn, cần nước để sinh trưởng. Trước tình hình cấp bách trên, ngày 2 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các công ty thủy điện vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê tăng lưu lượng xả nước để tạo điều kiện cho các máy bơm dọc sông Lam hoạt động, cung cấp nước kịp thời cho nông dân làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân.